Ông bố độ xe tải thành nhà di động đi du lịch, đam mê du lịch, thích khám phá những vùng đất mới. Anh Nguyễn Ngọc Thắng chi hơn 1 tỷ đồng mua xe, độ thành motorhome đưa vợ con trải nghiệm nhiều nơi. Chia sẻ về chiếc xe của mình, anh Thắng cho biết. Mục đích mình làm cái xe này lên để đưa gia đình để mình chơi. Ngày trước mình có làm một chiếc xe Ford Transit 16 chỗ, cũng đã đi chơi được rất nhiều chuyến rồi. Hạn chế của cái xe 16 đó là không rộng rãi này, và phần điện và phần nước. Thế là năm nay mình quyết định lên một chiếc xe tải to như này, để đáp ứng cho những chuyến đi xa và đi dài ngày. Mình đầu tư cái xe này khoảng 1 tỷ mốt, độ nội thất xe và cái thiết bị này khoảng hơn 500, nhưng mà bằng 12 sẽ lái được. Lúc đầu thì cũng hơi băn khoăn và do dự, giá tiền nó rất là cao. Thế nhưng mà do cái ý tưởng chồng mình chia sẻ cùng với mình ấy, thật sự mà mình bị thuyết phục. Từ cái khi mà làm xong cái xe này á, tần suất đi du lịch của nhà mình, đi nghỉ nhà mình tăng đột biến, một tháng phải đi 1 đến 2 lần. Tại vì nó rất là tiện nghi ấy. Nhiều người bảo đúng là bỏ một số tiền đấy để đầu tư ra một cái xe này thì thà đi chơi nước ngoài hoặc đi khắp Việt Nam thoải mái, nhưng mình cũng đã đi rất nhiều rồi. Đến khi không thích đi những cái điểm ồn ào nữa thì mình cần đến những cái sự yên tĩnh này. Xin chào nhá, ngoan quá nhở. Chiếc xe này chiếc xe tải 3,5 tấn. Khi xuất xưởng là hạ tải xuống 1,8 tấn. Cấm phố thì nó ít hơn các xe khác, chi phí để cầu đường như xe dưới 9 chỗ. Đặc biệt ở cái xe này ở mình thì nó là có 6 tấm pin, năng lượng mặt trời của nóng gắt ấy, thì nó rơi khoảng gần 20 số điện một ngày. Các thiết bị điện tử rồi nó inverter nên là dùng thoải mái luôn. Một tét nước hơn 600 lít, nó sẽ có vách ngăn để chắn sóng. Xe này của mình hiện tại là khoảng 120-130 triệu tiền điện, tốt nhất là phần pin. Tất cả hệ thống điện của mình, cả điện ngoài trời nữa, nó sẽ có một cục inverter sẽ lấy từ điện năng lượng mặt trời ở nắng xuống này. Điện thứ hai là điện cắm từ điện lưới của mình sạc vào này. Khi sạc từ ở nắng xuống nó đủ rồi, nó thừa thì nó sẽ chuyển xuống cục pin của mình. Dương này thì là nhà mình là trẻ con đấy, ngủ cùng đây luôn. Còn trường hợp mà muốn đông thêm ấy thì cái bộ phận này này nữa, mình sẽ làm được một cái đệm này. Mình sẽ dài một cái đệm dọc thế này, đủ khoảng 2 gia đình đi chơi. Chơi như chuyến xa ấy, hàng cả tháng rồi. Thật sự là mình là người rất là hay say xe, nhưng mà mình đi mà mình cũng cảm thấy là rất khỏe và thoải mái, không có vấn đề gì cả. Vì cái diện tích ấy, mình thấy nó rất là rộng rãi mà cũng thoải mái. Điện ấy, sử dụng năng lượng mặt trời ấy, nên là đi chơi thì cũng rất là thoải mái, không lo thiếu điện, thiếu nước. Chồng mình cũng làm cho mình một cái căn bếp rất là xinh xắn và đẹp, mình cũng rất là thích. Xe to như này thì chắc chắn nó sẽ là cồng kềnh rồi, nhưng khi có tải vào rồi chạy mình thấy cũng không đến nỗi lắm. Chỉ có hạn chế là nếu mà đi vào cung đường nhỏ thì phải cẩn thận thôi. Về cái đăng kiểm thì là xe của mình vẫn đủ tải là một. Bản thân cái xe này đang là thùng kín, mình chỉ tháo một số cái thiết bị của mình ra thôi là đi đăng kiểm bình thường thôi. Cũng xuất thân từ quê xuống, thế nên là đầu tiên cũng thích thủ đô lắm. Nhưng sau một thời gian sống ở Hà Nội, áp lực công việc xong ồn ào, gò bó quá. Khi chuyển sang đam mê camping này rồi thì càng đam mê càng đi chơi càng thích. Và được cái không gian đi chơi này, bọn trẻ con nó sẽ không bị gò bó như để những cái ngày học hành mệt mỏi, nó được chạy nhảy tung tăng rất là thích luôn. Hai vợ chồng rất là đồng tâm với nhau ấy. Chờ mỗi ngày của các con mình được nghỉ là đi được luôn. Những xe này mình có thể vào tận sâu, view sát bờ biển luôn, để cho các con khám phá, đi bắt ốc và bắt cá, hoặc là trải nghiệm ở biển, hướng dẫn cho các con để cái phần yêu thiên nhiên, yêu môi trường. Nhiều khi đi chơi thì vợ chồng quên hết những cái thời gian làm việc mệt mỏi, vợ chồng gắn bó hơn, yêu thương hơn và hạnh phúc hơn.